Rồi. Xin chào các bạn. Boss Talk hôm nay sẽ tiếp tục với 5 động tác, 5 hiệu lệnh mà bất kỳ người nuôi chó nào cũng nên biết để hướng dẫn và dạy cho cún của mình. Thì trong những cái video lần trước mình đã hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn những cái lệnh thứ nhất đó là nghe gọi tên, đúng tên của bé cún của mình. Lệnh thứ hai đó là lệnh cho cún của mình dừng lại khi mà cún làm sai, đi tè sai chỗ hoặc là nhào vô ăn đồ ăn. Lệnh thứ ba đó là lệnh sủa và im lặng. Lệnh thứ tư đó là lệnh ngồi nằm. Và lệnh cuối cùng rất cơ bản và cũng rất là dễ dạy, đó là lệnh cho bé cún của mình ngồi chờ, ngồi yên tại một chỗ để chờ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trên bé cún Phốc Sóc này. Bé cún này thì mình mới dạy ngồi nằm cái đây 2 ngày. Và thời gian mình dạy thì cũng không hề thường xuyên. Có một số bạn chia sẻ là mọi người đi làm và đi học rất là nhiều, rất là ít thời gian để mà dạy bé cún. Thì bản thân mình cũng vậy. Bản thân mình ở đây mình không hề có quá nhiều thời gian để dạy các bé cún. Mình chỉ có một ít thời gian trước khi cho bé cún ăn. Come in. Mình chỉ có một ít thời gian trước khi cho bé cún ăn thì mình dạy, hoặc là trong lúc live stream này mình cũng trực tiếp mình dạy cho bé cún luôn. Còn mình không có thời gian để dạy cả ngày. Các bạn, một số bạn nghĩ là mình dạy cả ngày nhưng thật ra là không phải, mình không hề dạy cả ngày. Và đa phần ở shop là mình chỉ có hốt phân cho tụi nó thôi. Mình dọn dẹp và mình cũng có một số công việc riêng nữa, cho nên là mình dạy các bé cún rất ít và số lượng cún ở đây là có những lúc lên tới 7 bé cún thì mình không thể nào mà dạy cả ngày được. Thì đó là một cái chia sẻ để cho các bạn thấy là để mà dạy cho bé cún thì không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần 10-15 phút trước khi cũng như mình live stream thì khoảng mấy phút đã là nói, và trong lúc mình dạy mình chỉ dạy một chút thôi. Good boy. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vô cách để mà dạy bé cún ngồi chờ mình. Thì bé cún này hơi tăng động một chút vì mình dạy cho bé cún chỉ vài lần thôi, không có quá nhiều. Lệnh ngồi và chờ. Thì có lúc bé cún nhớ, bé cún quên, tại vì bé cún này còn mới có 4 tháng, gần 5 tháng. Thì bây giờ mình sẽ đi vô cái lệnh mà cho bé ngồi chờ tại chỗ. Thì trước khi mà các bạn đi tới cái lệnh thứ 5 thì các bạn cần thuộc 4 cái lệnh trước. Tại vì sao? Mình cần cái lệnh gọi tên để khi mà bé chạy lăng xăng, bé mất tập trung, mình gọi bé lại. Lệnh thứ hai đó là làm sai thì mình kêu bé dừng lại, là để khi bé trồm trồm lên như vậy hoặc là bé làm những cái động tác khác mà không đúng như mình đang mong muốn thì mình sẽ kêu là sai rồi. Mình có thể kêu là không, hoặc là sai, hoặc là hư. Còn lệnh thứ ba đó là im lặng và sổ, là nhiều khi các bé ham ăn, các bé đòi đồ ăn chứ không có muốn làm theo lệnh thì các bé sẽ có thể là sủa lớn lên, làm ầm ĩ lên, thì lúc đó mình cũng cần phải kêu bé im lặng. Và tiếp theo đó là cái lệnh thứ tư mà hôm qua mình có chia sẻ, đó là cái lệnh thứ tư đó là ngồi nằm. Tại vì các bé cần phải biết là khi nào cần ngồi, khi nào cần nằm, để khi mình kêu chờ là ngồi nó chờ hay nằm nó chờ, để cho bé cún của mình không bị rối. Và khi mà mình đưa bé vô một cái thế rồi kêu chờ thì như vậy nó sẽ dễ và mình dạy cho bé cún cũng nhanh hơn. Còn chi tiết cách dạy như sau, mình sẽ sử dụng một ít đồ ăn mà bé cún thích. Tùy đa phần những bé cún mà dưới 5 hoặc 6 tháng tuổi thì nên sử dụng các loại hạt, trừ khi bé cún của bạn quá lớn thích những cái thịt thì mình sẽ sử dụng thịt hoặc là bánh thưởng có nhiều cái rồi. Thì mình sẽ sử dụng thịt. Còn hiện tại là mình đang sử dụng hạt kèm theo thịt vì bé cún này mình có cho ăn khá là ngon, nên bây giờ mình cũng chỉ ham muốn với thịt hoặc là bánh thưởng thôi. Thì để mà dạy cho bé cún ngồi yên tại chỗ, trước khi mình sẽ cho bé cún ngồi, mình sẽ ra một chỗ, mình kêu ngồi xuống và cho ăn. Cho bé cún ngồi đó quen được ăn tại cái vị trí đó. Ngồi. Đó, ngồi.
và mình sẽ giữ khoảng cách, mình sẽ giữ khoảng cách với bé cún, mình tăng khoảng cách dần dần qua mỗi lần mình ra lệnh. Ngồi, ngồi yên. Mình sẽ tăng khoảng cách dần dần, ngồi yên. Rồi, ngồi yên. Ngồi, ngồi yên. Rồi, mình đi từng chút một nha. Mình dậy rất là nhanh, nhưng mà mình đi từng bước từng chút mình từng chút một, mình không cần phải đi quá nhanh. Tại vì bé cún nếu mà còn quá tăng động thì các bạn cần kiên nhẫn hơn. Ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên. Đó. Nếu bé cún có làm sai thì cũng không cần phải quá nóng vội. Ngồi yên. Rồi. Ngồi. Ngồi yên. Ngồi yên. Đó. Ngồi yên. Ngồi. Ngồi yên. Ngồi yên. Đó. Ngồi yên. Ngồi. Ngồi. Rồi. Sẽ thu đồ ăn lại, các bạn không nhân nhượng cho bé cún ăn, trong khi mà dạy mình sẽ chỉ cho ăn khi mà bé làm đúng hoặc là có dấu hiệu đang làm đúng. Ngồi, ngồi. Đó. Good boy. Nếu bé đã vô được tư thế đúng thì mình sẽ nhanh tay. Ngồi. Thế. Đó. Ngồi yên. Ngồi, ngồi yên. Đó, các bạn sẽ đếm trong đầu. Ở đây mình sẽ đếm to cho các bạn thấy, nhưng mà khi mà dạy các bạn sẽ đếm vào trong đầu để cho tăng cái khoảng thời gian mà bé cún ngồi chờ. Bé cún sẽ chưa hiểu là phải ngồi chờ trong khoảng thời gian dài. Các bạn sẽ đếm 1, 2, các bạn cho bé cún ăn. Rồi lần sau các bạn 1, 2, 3, 4, cứ mỗi lần như vậy bạn tăng cái khoảng thời gian chờ đợi của bé cún lên một chút, thì như vậy bé cún sẽ chờ lâu hơn. Ngồi yên. Đó. Nếu mà mình để lâu quá bé cún sẽ bị mất kiên nhẫn, và đặc biệt đối với bé cún này thì bé cún bị tan động và mình chưa hoàn thành hết được tất cả các lệnh cũ. Ngồi yên. 1, 2, 3. Rồi, mình đếm vài giây xong lần sau mình sẽ tăng lên. Ngồi yên. 1. Nấu. Ngồi. Ngồi yên. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, cứ mỗi lần như vậy mình bình tĩnh, mình đếm từ từ, cứ mỗi lần như vậy mình tăng thời gian. Ngồi. Ngồi yên. 1, 2, 3. Ngồi. Ngồi. Ngồi yên. 1, 2, 3. Nếu các bé bị tăng động, bị mất tập trung và hơi nóng vội thì mình có thể làm lại từ bước 3 giây xong lên 5 giây, 7 giây, rồi 10 giây. Ngồi yên. Ngồi. Ngồi yên. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Cứ như vậy thì sau một buổi dạy các bé sẽ chờ lâu hơn, chờ mỗi lúc một lâu hơn. Ngồi. Ngồi yên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good boy, good boy. Và sau mỗi lần như vậy mình sẽ thưởng cho bé nhiều hơn, cho bé thấy là bé đang làm đúng rồi. Mình không cần phải thưởng cho bé mỗi lần làm đúng là một mẫu, mình có thể khi mà bé làm tốt hơn mình sẽ thưởng 2 mẫu, 3 mẫu để cho bé thấy là bé đang làm tốt và cái chiều hướng mà mình đang dạy là tích cực. Ngồi. Ngồi yên. Một. Ngồi.
No. Ngồi yên. Ngồi yên. Ngồi yên. Ngồi. Ngồi yên. Good boy. Và khi các bạn đã giải được 1-2 buổi trước bữa ăn, các bạn làm như vậy, các bạn sẽ ngồi. Các bạn sẽ thấy được bé cún của mình ngồi lâu hơn một chút. Và sau đó mình sẽ đi tới một cái bước cao hơn. Bước cao hơn thì mình sẽ không có ngồi yên tại một chỗ, thì mình sẽ kêu bé cún nằm và chờ ở đó, và mình sẽ bước lùi lại. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn với một bé cún Corgi, là bé cún mình đã dạy xong cái bước ngồi chờ tại chỗ. Còn bé cún này mình sẽ dành thêm một chút thời gian sau 2-3 bữa ăn nữa thì mình sẽ dạy được cho bé cún ngồi yên. Và để nhanh chóng cho bạn thấy trong cái video clip này thì mình sẽ chuyển qua bé cún Corgi, là bé cún đã được biết ngồi chờ một chỗ. Come in. Kêu bé ngồi chờ trong khoảng thời gian khoảng 15-20 giây, mình sẽ bắt đầu với thao tác là cho bé ngồi tại chỗ đó và mình sẽ bước lùi lại. Khi mà các bạn
sử dụng đồ ăn, cho bé cúng ăn thì các bạn có thể để tô đồ ăn, sau đó kêu bé cúng ngồi yên tại một chỗ xa. Và cách mà mình huấn luyện nhắc lại hàng ngày đó là mình kêu bé cúng ngồi yên một chỗ. Stay. Mình huấn luyện cho bé cún là ngồi tại chỗ và chờ khi mình bước ra xa, và mình sẽ áp dụng luôn là mình kêu nó stay there. Khi mình bước lùi ra xa rồi, mình thấy ổn, mình sẽ kêu come here, good boy. Cứ như vậy thì các bạn sẽ hoàn thành là kêu ngồi tại chỗ và chạy lại phía mình. Come here. Stay. Come here. Good boy. Cứ như vậy thì sau này khi mà thuần thục rồi, bước ra ngoài, các bạn có thể áp dụng cái cách này cho bé cún của mình. Để khi mà dắt đi ra ngoài đi dạo thì các bạn có thể kêu bé cún ngồi yên tại một chỗ. Hoặc là bé cún lỡ mà có tuột xích chạy ra xa, các bạn có thể kêu bé cún lại, hoặc là kêu bé cún đứng yên tại chỗ đó để mình đi lại về phía bé cún và lấy cái dây xích. Come here. Let it out. Speak. Good boy. Let it out. Yeah. Stay. Come here. Good boy. Và buổi chia sẻ hôm nay tới đây là kết thúc. Mình là Boss Talk, chuyên về các bé cún thuần chủng và tư vấn huấn luyện miễn phí. Và các bạn nếu có thắc mắc hoặc là có nhu cầu cần tìm hiểu về các bé cún thuần chủng hoặc là tìm hiểu về tư vấn huấn luyện thì các bạn có thể inbox cho mình sẽ chia sẻ với các bạn hoặc là miễn phí.